Kính thưa quý vị, Timberlake và Imagine Dragons thắng lớn tại Billboard 2014, tin từ Las Vegas. Justin Timberlake, Imagine Dragons và Robin Thicke chính là những cái tên đã giành được chiến thắng tại Billboard Music Award năm 2014, được tổ chức tại Las Vegas hôm Chủ nhật vừa qua, với sự xuất hiện của Michael Jackson qua những hình ảnh lập thể 3 chiều. Billboard Music Award là một sự kiện giải thưởng quan trọng của ngành công nghiệp âm nhạc thế giới nói chung và Hoa Kỳ nói riêng. Chỉ tính riêng tại sự kiện này, Justin Timberlake đã từng 7 lần đoạt giải với rất nhiều các hạng mục danh giá như nghệ sĩ xuất sắc nhất, nam ca sĩ xuất sắc nhất và album top 200 xuất sắc nhất. Năm nay, nhóm nhạc Imagine Dragons đã giành được đến 5 giải thưởng, trong đó bao gồm danh hiệu nghệ sĩ Top Hot 100, nghệ sĩ nhạc rock xuất sắc nhất và ban nhạc xuất sắc nhất. Trong khi đó, nam ca sĩ R&B Robin Thicke, Pharrell Williams và rapper T.I. lại xếp đồng hàng với 4 giải thưởng từ ca khúc Blur Lines, trong đó bao gồm các giải thưởng ca khúc Hot 100, ca khúc điện tử xuất sắc nhất và ca khúc R&B xuất sắc nhất. Phát biểu trên sân khấu nhận giải, Robin Thicke đã gửi lời cảm ơn đến vợ của anh là nữ diễn viên Paula Patton, người mà anh đã ly thân vào tháng 2 vừa qua sau 10 năm chung sống. Cũng tại lễ trao giải năm nay, nữ ca sĩ 17 tuổi Lorde đã được trao giải thưởng ca sĩ mới nổi xuất sắc nhất và ca khúc nhạc rock xuất sắc nhất dành cho ca khúc Royals. Trước đó, cũng nhờ vào ca khúc nói trên, Lorde đã từng giành được đến 2 giải Grammy vào hồi đầu năm nay. Các giải thưởng của Billboard Music Award được quyết định dựa trên doanh số, tần suất phát sóng trên radio, số lần lưu diễn, số lượt nghe trực tuyến và nhiều số liệu thống kê khác nhau. Hàng năm, đây là một trong những thời điểm hàng đầu để các ca sĩ công bố những ca khúc mới dành cho mùa hè. Năm nay, Jennifer Lopez đã được vinh danh với giải thưởng Icon Award dành cho thành tựu trọn đời. Trong khi đó, nữ ca sĩ Carrie Underwood lại giành được giải thưởng Milestone Award do người hâm mộ bình chọn. Một số những tên tuổi nổi tiếng khác như Katy Perry và Miley Cyrus cũng đã nhận được các giải thưởng hàng đầu dành cho nghệ sĩ nữ. Tuy nhiên, cả nữ ca sĩ này đều không thể có mặt để đón nhận giải thưởng của mình. Buổi lễ trao giải Billboard Music Award năm 2014 đã được tổ chức tại MGM Grand Hotel and Casino ở Las Vegas với sự dẫn dắt của người dẫn chương trình là rapper Ludacris.